Xin chào bạn, mình xin giới thiệu mình là Phạm Lưu Tâm, người là sáng lập thương hiệu Retem. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn là cái cách cài đặt cảm biến đo lưu lượng gió của hãng Kimo như thế nào. Đây là cảm biến đo lưu lượng gió của hãng Kimo. Chúng tôi đặt hàng và không có màn hình hiển thị ở ngoài trước để giảm chi phí, và tất cả các thông số cài đặt chúng ta đều cài đặt qua phần mềm. Do đó khi hãng cấp qua cho chúng ta là có luôn cái đĩa phần mềm và dây cáp kết nối máy tính. Chúng ta chỉ cần đầu tư một đĩa phần mềm và dây cáp kết nối máy tính thì ta sử dụng được cho hầu hết các cảm biến đo lưu lượng gió của chúng ta. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt cảm biến đo lưu lượng gió. Đây là cấu tạo bên trong của cảm biến. Đây là nơi kết nối nguồn 24V. Tôi đã kết nối nguồn 24V. Bây giờ tôi bật cảm biến lên cho các bạn xem. Cảm biến của chúng ta đã được bật lên và chúng ta sẽ kết nối với máy tính như sau. Đây là dây cáp kết nối của cảm biến và máy tính. Mình kết nối cho các bạn xem. Rất là đơn giản. Rồi. Chúng ta cảm ơn nói xong và chúng ta sẽ bật phần mềm lên. Khi chúng ta cài đi phần mềm thì chúng ta bật phần mềm lên, chúng ta cài vào máy. Phần mềm của chúng ta có tên thế này, LCCS. Bật phần mềm lên nhé. Phần mềm chúng ta thế này. Rồi, tại vì lần trước là tôi đã kết nối với thiết bị rồi, bây giờ phần mềm có hỏi là có muốn kết nối với thiết bị hay không? Tôi chọn no đi. Rồi. Tôi tắt cái icon cho nó nhìn nó gọn. Đây là phần mềm kết nối giữa cảm biến và bộ cài đặt. Chúng ta nhấp vào lúc này để đọc cảm biến này. Rồi, quá trình đọc được xử lý. Rồi, cảm biến đo lưu lượng của chúng ta đã được kết nối. Ban đầu khi các bạn mua cảm biến đo lưu lượng, các bạn sẽ không có cái mục này. Nó chỉ có 4 mục, 1, 2, 3, 4 mục đại thôi, không có cái mục đo lưu lượng. Và các bạn phải đặt hàng hãng cái code để mà kích hoạt mục đo lưu lượng tại đây. Đây là cái key. Và khi mà các bạn đặt hàng hãng thì hãng sẽ cung cấp cho các bạn và các bạn active. Trong phần mềm này tôi đã active rồi cho nên nó có cái mục đo lưu lượng. Chúng tôi sẽ hướng dẫn sơ bộ về cái phần mềm này. Mục này là mục cài đặt chung, nó sẽ hiển thị của thiết bị của bạn tên là CB212. Phần mềm cái này là cài đặt chung, là ví dụ như có hiển thị hay không là không nè. Option của mình là SVR, output mình 0-10 on off. Cái này là cái hiển thị chung, cái mình để đó mình không cần cài đặt. Và cài đặt kênh ở thiết bị CB212 nó cho chúng ta hai kênh. Kênh thứ nhất đó là chúng ta cài đặt có thể là áp suất và nhiệt độ tùy, và ở đây tôi cài đặt áp suất theo khách hàng yêu cầu khách hàng. Kênh thứ hai chúng ta có thể áp suất nhiệt độ hoặc lưu lượng, ở đây tôi cài lưu lượng là mét khối giờ. Rồi, chúng tôi là cài đặt hai kênh xong. Và tiếp tục một thứ ba là analog IO, và tôi nhấp vào đây output. Kênh 1 của chúng tôi là sẽ cài đặt nè, từ 0 cho tới 1000 Pascal. Cái này tùy theo nhu cầu của các bạn, và các bạn có thể cài đặt thay đổi cái số này 900 hay là bao nhiêu đó, tùy. Tôi giữ nguyên số mặc định là 1000. Kênh số 2 khi cài đặt lưu lượng chúng ta cài đặt 0 cho tới 1000 mét khối giờ. Tùy các bạn cài đặt, ví dụ cài đặt 16000. Tùy các bạn. Và tới mục thứ 3 là cài đặt phần đo lưu lượng. Đây, mục thứ 4 đây. Lưu lượng đây. Trước tiên khi cài đặt phần đo lưu lượng, các bạn cần phải chọn là cái cảm biến đo của mình là dạng gì. Chúng ta có nhiều loại, thứ nhất là Btop, thứ hai Derbimo, và thứ tư là cái những phần này. Và tôi xin giới thiệu các bạn, đây là ống Btop. Đây là ống Btop loại L ha. Và đây là Derbimo 200. Derbimo 200 sử dụng cho đường ống chúng ta kích thước phi 200. Và kết nối cái ống này vào đường ống chúng ta như thế nào, tôi xin mở
đây để hướng dẫn kết nối đây, Yabimo 200. Chúng ta có đường ống như thế này, chúng ta cứ kết nối như thế này, đây vào đường ống, kéo như thế này, ha, rồi. Và chúng ta quặn kín đường ống, kết nối đường ống ống nhựa chúng ta kết nối Yabimo vào cảm biến theo hai cái lỗ này. Thì khi các bạn đặt hàng thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cái cách cài đặt như thế nào. Đối với phần mềm này để đo được lưu lượng gió chúng ta chỉ sử dụng được là Yabimo thôi. Ở đây hai bộ Yabimo này tôi sẽ chọn Yabimo. Rồi, cái đây là nó bảo mình chọn là cái hệ số lưu lượng trên áp, vâng. Đây là mình chọn kích thước đường ống của chúng ta là đường ống hình tròn. Chúng ta chọn hình tròn. Đây là đường ống hình vuông, đây là hình tròn. Rồi ta chọn hình tròn. Nó hỏi hình tròn, đường tròn của chúng ta có đường kính là bao nhiêu? À, cái này của mình là 200, mình cài đặt là 200. Tương ứng với Yabimo 200. Tương ứng với Yabimo 200. Các bạn nhớ lưu ý, chúng ta chọn Yabimo bao nhiêu thì tương ứng với đường ống, kính ống bấy nhiêu, để cho máy chúng ta mới tính toán được cái thông số chính xác 200. Và những phần này thì chúng ta cứ cài đặt nhiệt độ fix. Môi trường của chúng ta sử dụng có nhiệt độ bao nhiêu thì chúng ta fix nhiệt độ bấy nhiêu, ví dụ 30 độ C đi. Rồi. Em mở cái này to lên cho nó có. Rồi right config. Cái này 30 độ C nha. Sau khi cài đặt xong, chúng ta hãy lót toàn bộ cài đặt này vào máy tính Terraray Config ha. Terraray Config. Nó hỏi chúng ta có xác nhận hay không, chúng ta yes. Rồi, quá trình cài đặt cảm biến đo lường của chúng ta đến đây như xong. Thì về phần mặt clip cụ thể thì tùy thuộc vào điều kiện sử dụng, tùy thuộc vào đường kết nối của các bạn là như thế nào, chúng tôi sẽ clip chính xác trong yêu cầu của các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Xin cảm ơn.